Thưa quý vị, triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội, đến nay Đà Nẵng đã trải qua 3 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Bước đầu các khó khăn vướng mắc từng bước được tháo gỡ, qua đó mô hình đã phát huy nhiều ưu việt, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đưa nghị quyết 119 đi vào cuộc sống, cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án phân cấp ủy quyền. Qua đó đến nay đã hoàn thành 18 trên 18 nội dung phân cấp, 73 trên 73 nội dung ủy quyền, tạo sự linh hoạt trong công tác triển khai, nâng cao được trách nhiệm người đứng đầu, giảm thủ tục, rút ngắn được quy trình, thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp. Tạo cho người dân ít thời gian khi mà làm việc với công chứng, với chứng thực, với các thủ tục giấy tờ đều là rất nhanh gọn. Mục tiêu là phục vụ cho người dân, chứ không phải là cái mục tiêu là quyền ăn quyền tôi hay là đùn đẩy trách nhiệm, không phải, mà phát huy cái hiệu quả của cái điều hành quản lý nhà nước. Phân cấp và ủy quyền này là chính là công tác cải cách hành chính, hướng đến phục vụ nhà người dân để góp phần phát triển kinh tế xã hội, đúng là làm hiệu quả hơn. Thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận phường tại Đà Nẵng không còn tổ chức hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, quyền làm chủ của người dân vẫn đảm bảo phát huy và tăng cường. Đặc biệt, các kiến nghị của người dân đều được quan tâm giải quyết thông qua hoạt động đối thoại của người đứng đầu quận phường. Cũng với mô hình này, ban đầu cũng có những khó khăn nhất định khi địa phương không còn là cấp ngân sách mà là cấp dự toán. Tuy nhiên, vướng mắc này đã được thành phố từng bước tháo gỡ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung nguồn lực cho phát triển và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Có cái việc mà bố trí năm 2023 đã tăng cái nguồn chi khác cho các địa phương, cũng đã tạo điều kiện rất là thuận lợi cho các địa phương trong cái việc mà điều hành các cái nhiệm vụ của chính quyền. Qua đó cũng đã kịp thời để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ đột xuất phát sinh mà không có trong danh mục được bố trí ngân phí ngân sách từ đầu năm. Thực tế sau 3 năm thực hiện thí điểm, mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng đã phát huy được nhiều tính ưu việt. Bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là cơ sở để Đà Nẵng nêu quyết tâm chính thức vận hành mô hình này. Đề nghị với Quốc hội xem xét để chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó là áp dụng những cái cơ chế, chính sách mà nhiều địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa đã được áp dụng. Đồng thời, chúng ta đề xuất những cái cơ chế chính sách mới để thúc đẩy thực hiện được các cái mục tiêu mà nghị quyết 43 cũng như là nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã xác định đối với thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó là các cái cơ chế chính sách trong cái việc phát triển một số ngành lĩnh vực như là công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, các đại biểu Quốc hội, bộ ngành cũng đã đánh giá cao những kết quả của Đà Nẵng qua thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trên tinh thần đó, Quốc hội cũng đã có nghị quyết thống nhất giao Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.